Em không muốn về văn phòng lại. Ê, bé bà, bé bà. Bé bà, trời ơi, nếu như con cảm thấy mệt thì con về nhà sớm đi. Hả? Sao con về nhà được chứ? Nguyên ngày hôm nay của con chỉ có khoảnh khắc này là thời gian cá nhân của con thôi. Hiếm khi chị hai tối nay không về ăn cơm. Bà cứ để cho con yên lặng ở đây xả hơi đi mà ba. Ê, bé hai. Ba, Phòng Dự Thủy có ở đó không? Có. Nè. Em đang làm gì vậy? Em đang ăn cơm chung với ba. Em tưởng chị mù hả? Ngồi trên sofa ăn cơm hả? Em đừng tưởng chị bị điếc nha. Chị nghe được tiếng tivi. Rảnh rỗi coi tivi. Việc của em làm hết chưa? Ôi, xong hết. Hôm nay vất vả cho em rồi. Chị lấy bộ đồ ngủ của em ra. Chị hai. Em muốn về nhà ngủ. Tại sao lại bướng như vậy hả? Bây giờ mấy giờ rồi? 2 giờ rồi. Em đi đón xe về đến nhà tẩy trang tắm xong. Chỉ có thể ngủ 3 tiếng thôi. Em muốn gặp chồng của em. Em muốn ngủ giường ở nhà em. Im đi. Nếu như em về nhà ngủ 3 tiếng, đảm bảo ngày mai không tới trễ và giữ được năng suất làm việc, thì em về đi. Bây giờ chị về phòng ngủ. Em ở đây suy nghĩ một mình. Chị hai, mở cửa. Mở cửa. Làm gì vậy? Chị mới ngủ thiếp đi thôi à. Em muốn nghỉ việc. Em chịu hết nổi chị rồi. Chị biết, gần đây em vất vả lắm. Mỗi ngày chị ngủ có 6 tiếng. Nhưng chị cũng vất vả, chị ngủ có 1 tiếng thôi à. Chị thật sự quá ngây thơ. Chị tưởng là em ruột của mình sẽ đứng về phe mình. Nhưng mà thật ra, vào lúc chị cần em nhất thì em lại bỏ chị mà đi. Lá thư này em không cần cho chị. Tự em cứ dọn đồ, về tầm bảo đồ, ngủ đủ 8 tiếng đi. Thì ra tình cảm giữa chị em chúng ta là gặp phải hoạn nạn mà ai nấy đi. Chị hai mới vào tiếp lòng, lạ nướng lạ cái. Thực sự cần mình lắm. Bỏ đi, Phùng Nhược Thủy gặp mạnh mạnh hơn, dũng cảm vượt qua. Chỉ cần mình làm việc nhanh hơn nữa, vậy thì vừa giúp được chị, vừa có thể gặp được chồng rồi. Cố lên. Sao hả? Còn nhiều việc làm lắm hả? Ê, biết vậy không gọi mấy đứa về ăn cơm rồi. Đừng ba, con nhớ món ba nấu lắm đó. Ít ra 1 tiếng ăn cơm ở đây mà thật sự có thể nghỉ ngơi rồi. Ba vô coi nồi canh trước nha. Hồng Nhật Thủy, cố lên. Nhanh lên làm hết việc đi thì có thể về nhà gặp chồng rồi. Chị hai, em đã gửi bản nháp bản thứ hai của bản kế hoạch cho chị rồi. Chị hai, em đã nghe gửi rồi, không phải điếc. Hiện giờ chị đang xem bản điều tra thị trường. Em dội cái gì chứ? Hay là em làm bản kế hoạch của ông vua đồng hồ trước đi. Hôm nay không phải chỉ làm bản phát triển kế hoạch của đạo cát Lý Ngô sao? Nè, hiện giờ còn sớm mà, còn thời gian làm mà. Em đi toilet. Người lười nhiều lý do quá. Ông xã. Hùng Như Thủy à, tại sao ở đây? Không bị gì chứ, đi toilet nửa tiếng đồng hồ, cái gì cũng đi hết rồi. Em thực sự nhớ anh lắm đó. Nói thêm mấy câu nữa đi. Nói anh nhớ em đi. Nửa chị tiếng rồi, không nói nữa. Không cần nửa tiếng chứ hả? Sao hả? Dự án của ông vua đồng hồ làm xong chưa? Chị mới nói bắt đầu làm thôi. Sao lại nhanh vậy chứ? Lúc sớm mà đừng có dẹo dẹo, làm tốn hết thời gian. Bây giờ em đã được về nhà rồi. Chị đủ rồi nha, Hồng Thượng Thiện. Em chỉ vào toilet có nửa tiếng đồng hồ, chị nói điện thoại một lúc thôi mà. Chị nói em ngựa ngựa dẹo dẹo, ngày nào cũng làm hết việc cho chị. Ngay cả nhà của mình cũng không được về nữa kìa. Một bản kế hoạch này xong, tới bản kế hoạch khác nữa. Chị có nói qua câu cảm ơn không hả? Long Lực Liên cũng không có đê tiện như chị. Em nói cái gì vậy? Long Lực Liên cũng không có đê tiện như chị.
Nha, nè, buông tay ra. Chị ra lệnh em, bỏ tay ra làm gì? Chị không có quyền ra lệnh cho em. Chị không phải là công ty. Sầu màu quá vậy. Rửa tay chưa? Sao hai đứa đánh nhau vậy chứ? Nè, em à, kéo hai đứa ra đi nhanh lên. Em có thương đây, có tình chị sa thải em không? Sa thải đi. Em có thương không? Sa thải lên chồng em. Chị thích sa thải thì sa thải đi. Em không muốn làm nô lệ của chị nữa. Hiện giờ em về nhà của mình. Theo hợp đồng hiện giờ là giờ tan ca rồi. Vậy đi. Ngày mai nhớ đúng 9 giờ đi làm. Em còn là thư ký của chị, nô lệ của chị. Nói chung lát nữa em phải thật bình tĩnh. Công ty khác dở nhà. Biết đó. Rồi, anh đừng có lải nhải em từ lúc ra cửa tới giờ như vậy nữa. Từ nhỏ tới lớn em cũng hay cãi nhau với chị hai mà. Thường hay kéo tóc. Ngủ dậy là không sao đâu. Anh hy vọng tình cảm chị em lần này cũng giống như bình thường, không sao hết. Đồ của em đâu? Ủa, chị Mary, công việc. Ừ, Tráng. Ngại đốn Tráng, cậu làm gì hả? Chỗ này là chỗ của cậu sao? À, tôi cũng chỉ là tối qua mới nhận được thông báo. Cô Hùng kêu tôi qua làm thư ký cho cô ấy thôi. Chuyện gì vậy? Hùng Thượng Thiện, chị chơi trò gì vậy hả? Nếu em đã không thích chị rồi á, chị còn giữ lại bên mình làm gì hả? Đồ của em chị dọn đi hết rồi, mang về tạm bảo đồ. Em còn chưa xin chuyển qua, chị lại trả hàng như vậy. Tráng, chuyện tôi kêu cậu làm khi nào xong? Dạ, nửa tiếng sau có. Được. À, Tiến à, chỗ này không đủ sáng nè. Được. Chị Mary. Chị Mary. Về chỗ làm việc đi. Đi làm việc đi. Anh tới giờ làm việc rồi. Có chuyện gì chúng ta ăn trưa nói tiếp. Em làm việc đi. Đừng suy nghĩ gì hết được không? Yên tâm đi. Em không để người dân làm mình nổi nóng đâu. Đi nha. Cãi nhau cho cô Hùng không? Nè, hai người cũng biết tôi không có nói cái gì hết mà. Nhật Thủy. Đại tiểu thư, tại sao mắt cô lại đỏ hết vậy? Tôi không sao. Cô còn nói không sao? Tôi biết được chuyện cô cãi nhau với chị của cô. Hùng Thượng Thiện đó thiệt tình. Có một người em làm việc giỏi như vậy, cô ta cũng không biết trân trọng. Đối xử với cô như vậy, cô ta thật là quá đáng. Là tôi không đạt được yêu cầu của chị ấy thôi. Nhật Thủy à, đừng buồn về những người này có được không? Trễ xíu nữa chúng ta tới nhà hàng doanh nhân ăn cơm. Cảm ơn đại tiểu thư. Chị Mary à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Tôi không có hợp với cô Hùng nên bị điều về tạm bảo đồ rồi. Con mới trở mặt với bé hai thì á, cái bà điên trung niên đó lập tức tới lôi kéo con. Con thật sự muốn phản bội bé hai hả? Hùng Thượng Nhân. Gì à? Tiền hả? Thư thông báo bổ sung giờ. Nè, tôi tên là Hùng Thụ Nhân. Có phải cô đánh sai tên không vậy? Thư đó là con nói Helena đó. Chú đừng làm khó cô ta. Nè bé hai, cô đang giở trò gì vậy? Căn cứ theo số giờ đi trễ về sớm trong tuần này của chú á, cộng thêm vốn làm công việc của chú là ép đồng nghiệp làm, chú bị trừ lại 8 ngày phép cho công ty mới có thể đủ số giờ. Không có chuyện này. Một là đuổi, hai là trả giờ lại, hoặc là trừ phép. Ba con đường chú tự chọn. Nè, con đại nghĩa diệt thân trước đám đông, quả là tác phong của chị hai em. Là hai người phải không? Không có không nha, có, thật sự không, thật có, sự đâu. Không có. Thề đi, thề gì chứ. Sao lại không có? À, tôi thật sự không có mà. Thư xin nghỉ việc của mình đâu? Ngày nào cũng phải tăng ca làm sống làm chết cho chị. Chú thì sao? Chú thì ở đó tắc quái trốn việc lười nhác. Ngày nào chú cũng đi trễ về sớm, còn ép đồng nghiệp khác làm việc cho chú nữa. Mất tiêu rồi. Không lẽ bị rớt ở nhà cho chị hai lượm được. Quang quang.
Trước giờ mình chỉ lo cảm nhận của mình, thì ra em mình chịu thiệt thòi lâu như vậy. Thật sự không phải sao? Hả? Thủy, Thủy, nhìn mặt của con có vấn đề thiệt đó. Không có gì hết. Chắc chắn là có người chọt chú. Nhất định con biết lại, có phải không? Chú ơi, làm ơn đi, chú đừng có làm khó họ nữa, có được không vậy? Chú đó, chú đáng chết, chú nên bị quả báo như vậy. Còn nói chú biết, chú làm lớn chuyện nữa đi. Chị Hai ngồi bên kia kìa, xem chị đối phó chú thế nào. Con, chú đi. Chú đi xin lỗi. Sorry. Bye bye. Cảm ơn chị Mary. Không cần khách sáo. Hai người cũng đừng để chú thường xuyên ăn hiếp như vậy mới được chứ. Phải biết tự bảo vệ mình. Dạ biết. Ăn đi ha. Không biết tại sao em cảm thấy chị Hai đá em đi là gì tốt cho em đó. Em chắc chứ. Có thể em nghĩ chị ấy quá tốt thôi.